Hello, chào tất cả mọi người đến với Kem Mom và Baby Jin nha. Thì bây giờ mình sẽ tập thể dục với các bạn nhỏ nè. Các bạn cùng tập với mình nha các bạn nha. Các bạn chụp tập hình tập thể dục với mình và nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Đây. Đây các bạn nhỏ nhà mình đây tập thể dục mới được có một xíu nhưng mà cảm thấy hơi bị mệt rồi nè đó. Da năm đỏ nè năm nóng quá mà đó, mình nghỉ ngơi xíu rồi mình tập thể dục tiếp nha các bạn nha. Cái lúng năm to dữ vậy, cái lúng năm to nha. Các bạn có thấy bầu trời hôm nay có đẹp không? Ôi, rất là đẹp luôn nha. Nhiều đây, mây quá. Nhiều mây quá. Và tiếp theo đây sẽ là cái phần... vườn nhà mình. Không. Tiếp theo đây sẽ là phần cân giữa hai bạn Tuấn Anh và Trâm Anh. Vặt tay nha. Vặt tay thứ hai vặt... thắng thì sẽ được một miếng báo và thua là không được ăn luôn nha. 2, 3 bắt đầu. Ghế nè, một miếng bánh nha. 2, 3 bắt đầu. Tuấn Anh với Trâm Anh đang vặt tay nè. 2, 3 bắt đầu. Bắt đầu, né ra gôn, né ra, né ra gôn ơi. 2, 3 dây con chuột lên Tuấn Anh ơi, kéo con chuột lên Tuấn Anh ơi. Các bạn có thấy con chuột của Tuấn Anh chưa? Các bạn có thấy chưa? Như lực sĩ luôn. Còn đây là Trâm Anh. Đây là Trâm Anh. Và Trâm Anh đã thua. Thua thì không được ăn táo nha. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Tụi mình đã tập thể dục xong rồi nè. Đó, các bạn thấy Tuấn Anh tập chưa? Như một lực sĩ luôn. Giờ cô bắt lên đây. Thì sáng nay thì tụi mình hoạt động cũng rất là nhiều rồi. Xin các bạn xem video và nhớ chia sẻ, nhấn like và subscribe, comment kênh của mình nha các bạn nha. Để nhấn chuông nữa nha các bạn. Đúng rồi, để mình có cái động lực ra những video tiếp theo nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.